Thưa quý vị, thưa bà con, là sử dụng phân bón hiệu con lười F35 thì chùm quế lên rất nhiều. Đấy, chúng ta nhìn vào đây, chúng ta thấy là chùm quế đùn lên rất nhiều. Đất bà con cái mình nhẹ thôi. Khi mà chùm quế mà lên nhiều như này thì đất được cải tạo rất tốt đấy ạ. Bà con nhìn thấy là đây là cái gì, hiện tượng cái gì? Đây là cái gì đây ạ? Cái này là dung. Dung đất là nó lên đó. Ủi lên tốt vậy đó, cái này khoảng cỡ 4-5 ngày đó thì nó ủi lên cái gốc là hết cái gốc lúa luôn. À, tức là bón phân con lười, bón phân hóa học thì nó có hiện tượng này không? Không. Không đúng không? Dạ. Yeah. Rồi, thì bón phân con lười nó lại có hiện tượng như này. Nhìn đấy. Đây, bà con nhìn thấy này. Chùn chỉ nó mà, lên này. Mà cái lúa nè. Cái lúa bành nha. Anh nhổ luôn cái cây này lên. Nở vùng ra nghe coi nè. Đó, đây. Một cây một đó mà nở. Vâng, thưa quý vị, thưa bà con là sau khi bón phân hiệu con lười F35 á thì cái chùn quế nó đùn lên những cái đống đất như này. Đây là đống đất này. Đó. Anh em ta nhìn thấy ạ, rất nhiều. Và sau khi bón lên được 5 ngày thì cây lúa cũng đẻ nhanh, rất là khỏe. Đây là bón giai đoạn 2 đây, chúng bón giai đoạn 2 đây. Lúa mới 25 ngày thôi mà cây 25 lúa ngày. Lớn đó. Thì cây lúa đã được cái này rồi, một nhánh này, hai nhánh, ba nhánh. Ba nhánh này thì nó đều cho hiệu quả đúng không? Đúng rồi. Ba nhánh này đều hiệu quả và cái nhánh nó mập. Mập. Đó, 25 ngày nhưng mà cái nhánh nó rất là mập, nó to. Ba cây ngang ngửa nhau luôn. Ba cây. Một mười một chín nè. Mười một chín. Không có chênh lệch nhiều mà cái phân đơn mình là ngay chênh lệch nhiều à. Phân đơn là cái mẹ cái con nhỏ xíu à. Đó. Nhưng mà cái rễ nó cũng dài, rễ nó cũng đường gang cây. Rễ đâu khoảng cỡ 2 tấc. Được 2 tấc. Rễ không á. Rễ không, 2 tấc. Còn chưa. Nên là để nhánh rất là khỏe.